Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Việt có mặt, vinh dự có mặt đến một ngôi nhà thi công dựng của các bác thợ ở đây, được lên tận mắt để xem. Chào các bác nhé. Đây là ngôi nhà sàn bằng gỗ này, hai gian hai trái khá là đẹp luôn. Cái này mình đội thợ đây mình khắc tự thi công đấy hay là mình thợ đây thuê mà? Thuê thợ mình luôn đây nhỉ? Thuê thợ trong làng luôn. Đây là nhà gỗ, là dựng gỗ cũ lên à? Nhà cũ. Này mình vẫn sau này vẫn dựng giát này chứ? Hay là địa bán? Thay rất mới. Đây quý vị bạn thử xem này, và thợ đang đi vào trong. Nắng quá. Đã đẹp. Vâng, chào nhá. Dựng này lâu chưa? Từ sáng à hay là hôm qua rồi? À vừa mới dựng xong cả khung này luôn ạ. Đúng rồi. Ai dạ, thế sáng không biết sang. Vừa bắt đầu túc tắc từ 6 giờ. Thế sáng mà biết sớm sang dựng, quay lúc dựng nhà mới đẹp. Đấy nhìn nè. Đấy. Đây là một mỗi nhà sàn. Rồi bà con đang dựng này, đang cho đưa bàn tay lên đây. Hoa văn cực kỳ đẹp nhá. Đấy. Thôi Việt đứng xa xa đi, bà con đang làm công trình. Đưa cây này lặng đấy. Đây, mưa xa. Đây, hoa văn rất đẹp. Đây, các chị em để hộ. Trời lắng quá thì bà con đến hộ thì đã có lấy bạt che để dựng bên này đỡ lắng rồi ạ. Đấy, đây, bên này đang đưa, đội thợ đang đưa con bảy lên đây. Đây là những xà. Đây là cầu thang. Cầu thang chơi. Đấy, con bảy đang đưa lên để lắp. Mình cũng phải tránh xa xa tí không? Công trường mà. Cứ đi xa xa đi thôi, đúng không cả, mình không quay được gần. Hoa văn con đầu câu đầu ấy cực đẹp mọi người ạ. Ở đây trong này thì các anh các anh đang làm bếp đây. Đang làm bếp xa xa đi. Đấy, chống luôn vào. Chống luôn đầu vậy vào. Đấy, dựng rất là đông. Rất là đông để dựng. Đây, kê bằng toàn bằng đá. Đá xanh luôn này. Đây là hộ làm bếp luôn. Đấy. Bếp. Chào các bác đầu bếp nhá. Quay qua các bác làm cơm tí. Thằng cố. Thằng cố thôi. Món cố. Đây là ngày dựng nhà. Đấy, chị em và các bác đang hộ. Hôm nay Việt sẽ quay qua một tí, xong là Việt sẽ xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nhà sàn là đây, chị em cũng làm nào dựng. Nó loạn phân đây. Trèo leo như đàn ông luôn nhé. Ác hết nhỉ, bà kia mà trèo leo cũng giỏi đấy. Đấy, Việt cũng có cái lón như của chị này. Vừa ra chợ mua cái lón như vậy chị ạ. Mỗi người đi là cầm con dao đi hộ nên hay ấy nhỉ. Đấy, mỗi người đi có con dao dắt lưng nhá. Đấy, dao rất đẹp luôn này. Bỏ dao bao. Đấy, bỏ bao dao bỏ đây cho đẹp à. Như này. Đẹp à. Đấy, chị các chị là chị nào cũng có một con dắt này, là nếu mà ai mà trêu là làm mệt lắm ấy nhỉ. Thôi giờ ta xin tạm dừng video đây. Thôi chào các bác các chú nhá. Chị nhá. Em đi đây. Em cảm ơn nhá. Đi, mình ra ngoài đi. Vâng. Chú gì ơi? Dạ. Cơm với gia đình gặp. Vâng, ra đây để đi ạ. Một quầy lớn này đấy.